Sala xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán giả của mạng xã hội YouTube và quý tăng ni Phật tử cũng như là bà con Việt kiều ở khắp nơi trên toàn thế giới. Hiện tại thì Sala đang ở một cái nơi cũng khá là quen thuộc đối với lại những khán giả đã xem kênh Sala TV trong thời gian qua, đó chính là khu du lịch Cáp Treo Núi Cấm. Và hôm nay đặc biệt Sala đến với khu du lịch Cáp Treo Núi Cấm thì Sala không sử dụng phương tiện đó là cáp treo để đi lên trên núi Cấm như những video trước đây, mà Sala sử dụng đó là xe ôm. Thì cái giá vé xe ôm hiện nay thì Sala chỉ sử dụng đó là một chiều đi lên, cho nên là giá vé vào cổng cũng như là vé xe ôm thì là một người là 100.000 đồng đó quý vị. Và bây giờ thì xe ôm chính là anh Đông sẽ đưa Sala đi từ ở dưới chân núi lên đến lại phía trên đỉnh núi Cấm, nơi có những cái khu du lịch tâm linh giống như là chùa Phật lớn, chùa Quảng Linh và đặc biệt là tượng Phật Di Lặc ở trên núi Cấm. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả cùng đồng hành với Sala trong một video mới nhất của năm 2023 này, đó chính là đỉnh núi Cấm 2023 quý vị nhé. Và đây quý vị ạ, ở trước Sala lúc này chính là cái vé tham quan mình mua 20.000 đồng để mình bắt đầu mình đi vào trong núi Cấm ha. Cái đường này Đông ơi, mình đi ở đây là mình leo bộ được luôn phải không? Đúng rồi, chúng em chỉ cái đường đi bộ cho. Ở đây là mình đi xe ôm, xong rồi mình đi bộ. Là người ta mua cái vé 20.000 này là đi bộ hay đi xe ôm gì cũng mua chung phải không? Đúng rồi, bắt buộc đi đâu cũng phải có vé 20.000. Này mình còn cầm giữ cái vé này không? Đúng là tập kiểm tra đúng không? Đây mình thấy là còn một cái xe lữ hành là xe nào á, xe của công ty phải không? Đúng rồi, xe công ty. Là xe mấy chỗ? 16 chỗ. 16 chỗ hả? Đó quý vị ơi, từ những cái video trước đây đó quý vị, thì Sala đưa quý vị đi vào trong tại như xe ở bên hướng cáp treo, cái là cổng cổng mới đó, cổng mà có nhà ga cáp treo á. Còn hôm nay thì đây là cái video mà lần đầu tiên thì Sala đưa quý vị đi vào một cái cổng 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 này là cổng ở đây cũng có đường đi bộ, đường đi bộ lên nhiều ha. Thường đi bộ gì mình mất khoảng bao lâu hết?
đi bộ nếu mà đi xuyên xuyên chắc tầm cỡ 4 tiếng á. 4 tiếng hả? Ừ. À, 4 tiếng leo mới tới ha. Bắt đầu bây giờ là mình vô cái con đường là đi lên núi rồi phải không? Con đường đi lên núi rồi. À. Đây qua cái khu bảo hộ tâm thôi rồi. Tết tới giờ anh thấy khách đông không? Đông chứ. Quý vị có thể thấy là đặc biệt là tại các cái cung đường mà chạy xe lên núi nè quý vị, thì các anh tài xế là chạy khá với cái vận tốc là khá là nhanh, đạt có khi là 70 cây số một giờ luôn quý vị ạ. À, để tăng cái vận tốc đó để có thể là lên cái độ dốc ở trên núi như thế này. Bên ngoài thì Sala cảm nhận đó là mình càng lên cao thì cái không khí nó càng mát mẻ hơn, tại vì lúc này là cũng là mùa xuân cho nên là tiết trời cũng khá là mát, cho nên là hôm nay là lên núi Cấm có thể là một cái bầu không khí rất là mát, vì người ta mệnh danh núi Cấm là cao khoảng tầm khoảng 706 mét, và cái khí hậu thì cũng không cũng khá là giống với Đà Lạt đó quý vị, cho nên người ta mệnh danh núi Cấm là nóc nhà của miền Tây Nam Bộ và là Đà Lạt thứ hai tại miền Tây Nam Bộ của miền Nam Việt Nam quý vị nhé. Khi mà Sala trở lại đi con đường chạy xe lên núi nè, thì mình cảm nhận là con đường khá là an toàn, chiều rộng là có thể là khoảng tầm khoảng 10 thước, và ở bên mé triền núi thì người ta đã dùng cái hàng rào B40 người ta đã chắn lại, tạo một cái lối đi rất là an toàn. Trên đây quý vị có thể nhìn lên thấy cái cáp treo đi ngang con đường của mình nè. Giống như trước đây là Sala ngồi trên cáp treo đó quý vị. Rồi Sala thâu xuống con đường này để cho quý vị nhìn thấy. Còn bây giờ thì Sala đi ở dưới. Rồi sau đó Sala quay ngược lên trên. Đây có những cái đoàn là Sala thấy người ta cũng đi bộ đó. À, hình như là tới cái điểm này là mình đã đến rồi nè. Đây là cái điểm có lữ hành đi cáp treo. À, gặp nhau tại đây hả? Anh đi từ
đi bên chùa Phật Lớn đi. À, chùa Phật Lớn. Rồi chúng em đi qua anh đi bộ qua Nhân Linh. Mà nó thả đây hả? À, đường cấm chạy xe phải không? Rồi xong ha, để rồi cho anh trả lại cái nón. Cảm ơn. Nếu anh có lên đỉnh đó là đi lên 20.000 xuống 20.000. Lên đỉnh là lên vồ bồ hông phải không? Vồ bồ hông đó là trên đỉnh cao nhất của núi Cấm. Còn nếu mà mình đi vồ đầu thì bao nhiêu? Dạ. Vồ đầu á? Vồ đầu thì vô ra người 25.000. Vồ đầu ở đâu? Vồ đầu mắc hơn hả? Vồ đầu rẻ hơn. Vồ đầu nó cũng y gan vậy à. À, trong nhiều hả? Vồ đầu là nằm ở hướng nào ha? Vồ đầu là cánh trong đó. Cánh trong đó. À. Vậy là nếu mà mình đi vô đầu là mình đi qua bên đó là sẽ có xe hơn bên đó. Không, nói chung là anh đi mỗi nơi là cũng sẽ có xe hơn. Rồi, cảm ơn em nha. Và Sala gửi lời chào trở lại với quý vị khán giả của Sala TV quý vị nhé. Thì sau khoảng chưa đầy 10 phút thôi, với cái vận tốc là đạt đến 70 km/h thì anh Đông là cái người đã chở Sala từ ở dưới chân núi, và hiện tại là Sala đang đứng ở trên khu vực có những cái di tích và những cái ngôi chùa rất là linh thiêng tại núi Cấm. Và phía sau Sala lúc này tính là chùa Vạn Linh. Và từ đây quý vị nhé, anh Bảo có thể hướng camera, quý vị có thể nhìn xuống bên trái, đó chính là chùa Phật Lớn và tượng Phật Di Lặc ở trên đỉnh núi Cấm. Và tiếp theo chương trình thì và tiếp theo chuyến hành trình này thì Sala sẽ đưa quý vị đi từ chùa Phật Lớn, sau đó mình sẽ qua tham quan tượng Phật Di Lặc và kế đến là chùa Vạn Linh. Xin mời quý vị tiếp tục hành trình cùng với lại Sala trong video núi Cấm 2023 quý vị nhé. Và bây giờ quý vị xin mời quý vị bắt đầu một lần nữa thì chuyến hành trình lên đỉnh núi Cấm cùng Sala quý vị nhé. Hôm nay mặc dù là quý vị biết không, mặc dù là Sala đi vào một cái buổi sáng của chủ nhật luôn quý vị ạ, nhưng mà khi mà mình đến đây thì mình cũng cảm thấy là cái lượng khách nó cũng không có nhiều đó. Mình đi xe ôm cho nên là xe ôm sẽ dừng lại ở trên đây thôi quý vị đó. Và xe ôm nói là đường cấm, không biết là cấm như thế nào, và tại vì Sala đi, Sala cũng không có phải là đi xe ôm của cái biệt đội chính thức, những người trong một cái nhóm của xe ôm núi Cấm này. Tại vì nếu mà cái người mà người ta ở trong cái đội xe ôm núi Cấm á, người ta sẽ mặc cái áo xanh xanh, người ta có cái thẻ bản tên. Mà Sala đi là Sala đi ở ngay ở ngoài cáp treo, giống như là những người dân ở ngoài người ta chạy đó, người ta bắt khách thôi. Cho nên là có thể là họ đi vào đây không được nè. Trên cái con đường đi vào trong chùa Phật Lớn nè quý vị, thì như mọi khi mà những lần trước đây thôi, thì hai bên người ta buôn bán cũng các cái loại giống như là trái cây, những cái loại trái cây của miền núi Thác Sơn nè quý vị đó. Mây, me, củ lùng đó hả? Ừ, củ lùng. Củ lùng đúng không? Đúng rồi. Để Sala đi gần gần, để Sala thâu cho quý vị nhìn thấy cái một chút các cái cô buôn bán. Mặc dù là hôm nay là cái sự nhộn nhịp nó không có. Đó. Này đậu phộng nữa nè, đậu phộng người ta đông bằng cái lon đó quý vị. Đó. Me bột.
bên đây ta bán cái hũ này là mỡ trăng đó. Mỡ trăng là chị Bổng. Em ơi, tới chùa Mô Nhang cung Phật Phật độ mạnh giỏi em ơi, giúp đỡ bà già ấp nhang, bà già cảm ơn em. Đi đến đây là bắt đầu là mình sẽ vào chùa Phật lớn rồi nè. Hôm nay là để mà theo cái yêu cầu của khán giả đó thì Sala cũng đi chậm chậm một chút, mình không gấp gáp lắm, mình rút kinh nghiệm lại. Mình đi lẹ lắm hả? Hay mình đi cũng đâu lẹ đâu anh. Nhưng mà có những khi anh vội quá xong rồi cái là anh cái camera anh quơ quá đó, những khán giả mà họ xem TV họ chống mặt họ say sóng luôn. Bây giờ thì Sala đưa quý vị đi ở ngoài khuôn viên chùa Phật lớn một chút, sau đó Sala sẽ vào trong chánh điện để thâu hình, và song song với việc này thì Sala cũng sẽ kể lại đôi nét về lịch sử hình thành của chùa Phật lớn quý vị nhé. Một ngôi chùa đã hiện diện trên đỉnh núi Cấm này hơn 100 năm trước đây. Chắc là cái trái, cái gì ở trên cây bồ đề đó, nó rụng xuống cái đầu nghe, cái cốt. Một cái buổi sáng quý vị ơi thật khá là bình yên. Và những cái dòng người đi lễ chùa không đông đúc lắm, nhưng mà cũng không thưa lắm quý vị ạ. Nó tạo một cái không khí yên bình và cũng không ồn ào lắm. Sao là tuyển tả bên ngoài để quý vị có thể nhìn cảm nhận. Ông như vậy là đã được rồi. Vẫn là đông hơn so với cái video mà Sala thâu hồi gầm tháng 10 quý vị nhé. Lúc gầm tháng 10 Sala lên trễ quá. Quan tầm cho chuỗi hả? Và đây Sala thâu cận cảnh một cái tháp Phật ở dưới hồ Thủy Liêm nè quý vị. Ở đây người ta có một cái bia, người ta ghi nè là: chúng tôi rất vui mừng được đón tiếp quý liệt vị tại Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Đức Phật Thích Ca đắc đạo. Quý vị là những người có phước báo và may mắn lắm nên quý liệt vị đi từ Việt Nam thẳng tới đây bằng chuyên cơ Việt Nam. Đó. Đây là người ta ghi lại cái bia của đại diện Liên đoàn Phật giáo Thế giới. Lên. Và bây giờ Sala đưa quý vị vào chiêm bái ở trong chánh điện của chùa Phật lớn quý vị nha.
chùa Phật lớn, có tên chính thức là Thiền viện chùa Phật lớn, là một ngôi chùa danh tiếng, hiện tọa lạc ở trên núi Cấm, thuộc xã An Hảo, thị xã Tịnh Biên ở tỉnh An Giang của miền Nam Việt Nam. Chùa được xây dựng vào năm 1912 và người đứng ra xây cất cũng như tu hành tại đây chính là ông Bảy Do. Ông tên thật là Cao Văn Long, ông quê ở Bến Tre. Ông là một trong những người lãnh đạo cuộc nổi dậy đánh chiếm Khám Lớn Sài Gòn vào năm 1916 dưới thời Pháp thuộc. Chùa lúc này vừa dựng lên xong thì ông Bảy Do cũng bị thực dân Pháp bắt đi tù và ông cũng qua đời tại đó. Tên gọi chùa Phật lớn xuất phát từ việc ông Bảy Do đã cho đắp một tượng Phật cao 1m8 và đây cũng là tượng Phật cao nhất trong vùng núi Cấm thời bấy giờ, và dân chúng gọi là chùa Phật lớn là để phân biệt với một ngôi chùa khác ở hướng đông cũng trên núi Cấm. Sau khi ông Bảy Do bị bắt thì chùa Phật lớn đã trở nên hoang tàn. Những người có tâm đạo đã lấy cây làm một cái trại để tạm che mưa che nắng cho tượng Phật. Bởi họ nhiều lần xin phép cắt cái trại thì nhà cầm quyền thời lúc đó nhất quyết không cho. Mãi đến năm 1914, ông Trần Văn Lầu là một cựu hương quản ở làng An Khánh của Tổng Hòa Quế, quận An Hóa ở tỉnh Mỹ Tho. Khi ông đến núi Cấm thì ông thấy cảnh chùa hoang tàn. Ông bèn về lại chùa Linh Sơn ở Sài Gòn và nhờ ông Cò Mi Chấn. Ông Cò Mi Chấn lúc này chính là phó nhì hội trưởng hội Nam Kỳ Nghiên cứu Phật học. Ông Cò Mi Chấn đứng ra xin phép tái thiết chùa Phật lớn. Ông Cò Mi Chấn tính đủ cách nhưng cũng không được cấp phép làm lại chùa, cho nên ông cuối cùng là ông bảo với ông Lầu là dỡ trại, cắt liều một cái am lợp lá thôi. Thì sau khi cái am dựng lên thì lại có một cái kẻ nào đó lại cáo quan với chủ tỉnh, cho nên Sở Mật Thám liền vào núi Cấm xem xét, và rồi chủ tỉnh Châu Đốc lúc bấy giờ đòi ông Lầu đến tra vắng. Chủ tỉnh Châu Đốc gửi công văn buộc ông Cò Mi Chấn phải dỡ bỏ cái am mới ngay lập tức lúc này. Nhưng lúc đó thì ông Cò Mi Chấn ông trả lời qua thư rằng là theo tục lệ của An Nam thì không ai để cho tượng Phật ngồi giữa trời dầm mưa gian nắng như thế này các ông ạ. À. Và chủ tỉnh Châu Đốc lại gửi một cái thư buộc ông Cò Mi Chấn lại dỡ liền cái am đi. Và lần này ông Cò Mi Chấn lại đáp lại là cái am cũng đã lỡ cắt xong rồi. Ông chủ tỉnh cũng là người đạo Phật, dỡ am đi là phạm tội, cho nên bây giờ không dám dỡ nữa. Rồi nhờ việc qua lại ấy mà cái am được giữ lại, không bị phá dỡ, và tượng Phật lớn được che chở cho đến tận ngày hôm nay. Và câu chuyện mà Sala muốn gửi đến cho quý vị khán giả của Sala TV khi mà Sala có dịp trở về chùa Phật lớn ở trên đỉnh núi Cấm chính là như vậy. Sau khi quý vị nghe Sala giới thiệu đôi nét về lịch sử của chùa Phật lớn thì từ cái con đường này ở bên trái của chùa Phật lớn, Sala tiếp tục đưa quý vị đi qua một cái công trình tâm linh ở trên đỉnh núi Cấm mang tên đó là tượng Phật Di Lặc. Nhưng mà trước khi đi qua tượng Phật Di Lặc thì mình sẽ đến một nơi để chiêm bái tượng Phật nhập Niết Bàn quý vị nhé. Ở đâu? Năm nay đó quý vị, thì trong cái video này Sala đưa quý vị trở về núi Cấm là để mà Sala, chủ yếu là Sala sẽ đến phía trước tượng của Phật Di Lặc đó quý vị, để mà xem coi cái công trình ở phía trước người ta đã làm
hoàn thành chưa, và người ta đã làm một cái công trình, cái dự án gì đó. Để một lát nữa thì từ từ quý vị sẽ cùng với Sala khám phá quý vị nhé. Mỗi năm thì con đường này xuống phía đây cũng rất là nhộn nhịp bởi những người họ bán cá phóng sinh nè, thức ăn cho cá, và đặc biệt là có những cái con sóc đó quý vị. Tại vì khi mà quý vị vừa qua khỏi cái cầu thang này, mình sẽ xuống một cái cầu, và cái cầu vắt ngang một cái đoạn của Hồ Thủy Liêm. Một cái người phải nói là cũng có một cái kỷ niệm với Sala, anh Bảo nhớ không? Nhớ. Năm nay không thấy đâu. Đang nghỉ bán rồi quý vị ơi. Đây có những cái con nó đẹp vô cùng nè. Anh Bảo biết con gì không? Nó màu xanh nó đẹp quá hả? Chị ơi, con này con gì vậy? Con cầu cuốc hả? Dạ. Con cà cuốc bên này. Con chim, con bới cá. Cái lông nó màu vậy luôn hả cô? Đẹp quá ha. Đúng rồi, nhìn tưởng đâu người ta vừa nhộm lên. Để sao là cho quý vị nhìn thấy con chim bối cá nè quý vị. Đây là chú chim bối cá nè. Còn kế bên màu xanh xanh tức là con cà cuốc. Chim cà cuốc. Quý vị có thể nghe những cái âm thanh gao với số rất là hay của những cô những chú ở trên núi Cấm. Đây phía bên trái đó quý vị chính là những dòng người khách hành hương, có người đứng cho cá ăn, có người đứng chỉ ngắm cá thôi. Cái bé đó nói mà làm sao là cũng nhớ lại quý vị. Khi mà mình đi hành hương đó quý vị, nó có một cái điều rất là vui là khi mình thấy được cái cảnh đó đẹp, cái mình chưa có ý định chụp hình thì lúc đó không có ai tới, nhưng mà mình đã muốn đi vô đó nó chụp hình, lúc đó người ta tới quá trời, thậm chí là sen chờ mãi mà người ta đi qua đi lại hoài, không có chặn đầu chặn đuôi lại được. Hôm nay đó quý vị, không biết là ở khu vực núi Cấm này thì Sala có thể tương tác được với lại khách hành hương giống như là ở bên đỉnh Bà Đen không nữa. Thì thấy là cái lượng khách cũng không có bằng ở đỉnh Bà Đen. Khi mà quý vị về với miền Tây của miền Nam Việt Nam đó quý vị, thì quý vị sẽ thường thấy có một cái món, đó là món món chả nè, món đậu hũ nè, sau đó người ta hấp cho nó nóng lên, xong rồi người ta cắt ra, xong người ta để muối tiêu, rau gì anh Bảo? Anh Bảo mới nói rau gì đó? Rau găm, người ta không có để rau thơm đâu. Đúng rồi, con nói đúng. Đây là con đường mà quý vị đang cùng với Sala đi đến tượng Phật Di Lặc đó quý vị. Con đường thì bên phải người ta bày bán
các cái đồ ăn, đồ uống, thậm chí là đồ chơi rất là nhiều. Còn bên trái là người ta có thể là người ta bày các cái bàn ăn, thậm chí là ở đây người ta bán cây kiểng ha, hay là người ta trồng. Người ta để gì giống ta bán quá ha. Má kính kìa. Ống kiến nữa. Hả? Không, em không quay cái đó đâu. Em quay hột é nè. Cái đó là không quay đâu. Em biết cái thuốc lá nó không quay được. Chốt em ơi. Đó quý vị, bên này là quý vị thấy không, chả, nếu mà thay vì cái chanh đó thì bé này có thể tắt dắt cái tắc lên nó sẽ thơm hơn. Nhật Tình à, thấy có cái miếng chanh bự quá vậy. Ủa không, ý là nói là đừng có dắt chanh, dắt tắc nó sẽ thơm hơn ý anh á. Chanh nó sẽ chua và nó có cái mùi. Ủa, phải đánh luôn kêu chua ngọt ngọt cũng được mà. Được không? Sáu mà thử rồi sao? Hãy đưa cho ngọt nó. Cái mùa này hình như là vào cái mùa me đó quý vị. Sao ra thấy là đi về Thất Sơn là me quá chừng luôn. Mặc dù là rất là thèm quý vị ạ. Thèm cái me bột vô cùng luôn. Thèm quá nhưng mà còn phải đành phải ngậm ngùi thôi. Và mỗi năm đi thì thường thường là anh Bảo trông chờ tới đây. Lúc nào cũng mong là đi tới gần gần đây để mà nhớ là cái tháng 10 con đi là cô bán cho con 2.000. Dạ. Lúc đó là con cũng quay phim cô bán nè. Bán lúc trước thì hình như là có nhiều người còn lên YouTube. Có ăn xúc xích gì không anh Bảo? Không, anh ăn không được đó. Anh ăn được, anh ăn hết trơn. Để giờ ăn được. Cô này bán mắt kiến hả? Cô có mắt kiến nào con đeo đỡ đỡ coi. Bán cho YouTube bán giá vốn ha, được không? có mắt kiến nào đây? Mắt kiến nào mà trời nó mắt kiến đi đi nắng á. Đi nắng có lựa màu á. Lựa màu nó mát. Cái này đi nè, anh đeo được rồi nè. Đó, có cái giá luôn 50.000 đồng. Trời ơi, dễ thương quá cô ơi. Cực kỳ là con không trả giá là cô bớt cho con luôn. Hay quá. Tôi nói là quý vị ơi, làm YouTube cũng có lợi chỗ đó đó quý vị. Khi mà đi trên đường mua cái gì cũng rẻ. Mua đồ ăn lúc nào cũng giảm giá được 50.000. Anh Bảo ở trên có cái kiến đeo kiểu đó, có khi nào nó rớt không đó. Đeo bài đó. Anh em ơi, bánh nóng rồi em ơi. Thôi, hỏi đi, cắt vô trong đi. Cái kiến kia cũng cắt vô trong đi. Đeo gì được không? Ổn không? Hai anh, hello. Quý vị ơi, Sala rất là thích khi mà trên đường đi mình thâu hình, mình cầm máy tới đâu thì có những vị khách họ chào như vậy đó, vui vẻ lắm. Lúc trước là cái cô bán chả giò là cô ở đây nè, đúng không? Nay cổ đã khai mở, gọi là mở cõi đó quý vị, mở ra bên kia bán.
anh bảo là ở đằng sau á quý vị ăn chả giò rồi đó. Mỗi khi mà Sala trở lại nơi có tượng Phật nhập Niết Bàn ở trên núi Cấm đó quý vị, thì lúc nào mình cũng rất là say mê bởi những cái đóa hoa rất là đẹp, rất là tươi tắn ở trên cái khu vực này. Đó chính là một cái loại hoa sim tím của Thái Lan đó quý vị, đẹp vô cùng luôn. Và rất là cảm ơn chủ đầu tư họ đã trồng những cây hoa này để Sala thâu gần gần. Và bên đây nè, đến đây mình thâu cho khán giả nhìn thấy. Đây quý vị ơi, một cái loài sim tím của Thái Lan nè quý vị. Sala cũng biết được khán giả của mình cũng khá là nhiều khán giả yêu hoa, cho nên là trên đường đi mà tại các cảnh chùa ở Việt Nam nè, cũng thấy những cái loài hoa đẹp đẹp thì Sala sẽ cố gắng dừng lại khoảng vài chục giây để thâu cho quý vị nhìn thấy cận cảnh những cái đóa hoa. Ở trước mắt quý vị chính là vườn Kauthina, nơi Đức Phật đã nhập Niết Bàn đó quý vị. Và người ta tái hiện lại một cái khung cảnh mà ở dưới đây cũng có những cái những tán cây rất là mát mẻ. Và giá như nhà đầu tư họ trồng ở đây là hai cái cây sala, cây hoa sala đó quý vị, thì phải nói là nó sẽ hợp hơn đối với vườn Kauthina quý vị nhé. Mỗi năm thì Sala đi ở dưới thôi, nhưng mà năm nay thì có thể là Sala sẽ vào đây một vòng vườn Kauthina, đi qua một vòng để quý vị có thấy được ở phía sau cái vườn Kauthina, tức là có một cái vườn thông ở phía sau này nữa quý vị, có những cái cây thông nè. Cái không khí lúc này mình đi á thì cái gió nó se lạnh. Đó. Đây người ta dùng, người ta trồng chứ, người ta trồng cây thằng lằn đó, phủ cả một cái bức tường ở phía sau. Sau khi mà bái ở vườn Kauthina xong thì có một con đường này quý vị ạ, sẽ đưa quý vị đi qua tượng của Phật Di Lặc này quý vị. Từ xa quý vị cũng có thể thấy rồi, một khung cảnh vẫn còn ngổn ngang sắt đá. chưa có thay đổi gì ha. Hình như là lúc tháng 10 đó quý vị, gần tháng 10 Sala đi lên, lúc đó người ta chỉ có thi công ở phía trước thôi. Bây giờ hôm nay là người ta đã làm ở đây luôn rồi. Ở đây lúc trước có con đường đi lên. Đường lên vẫn còn mà người ta xây lại những cái bậc thang.
Ở tại đây người ta có cái gì? Vườn dâu xanh núi Cấm hả? À, có tham quan vườn dâu nữa ha. Ừ, cái mùa này hình như là cũng là cái mùa dâu đó quý vị. Thấy là mùa dâu ở miền Tây đó, thấy người ta bán dâu nhiều lắm. Trên đường đi về thấy bán nào là dâu nè, một cái trái vàng vàng, người ta gọi là trái thanh trà. À, không biết cái tiến độ công trình người ta thi công trong năm nay, không biết là có hoàn thành được cái công trình ở phía trước tượng Phật Di Lặc hay không nữa. Nhưng mà thấy là cái khúc này mình không nhìn thấy cái bản vẽ ha. Nhưng mà cái bản vẽ thì mình sẽ nhìn được như thế nào. Người ta đang dự định là xây dựng ra sao. Thế anh Bảo dừng lại mua vé số đó quý vị. Đây quý vị ơi, ngổn ngang sắt đá. Nhưng mà cái phẳng xăng phía trước người ta vẫn còn giữ lại để mà mình thắp hương và chụp ảnh. Còn khu vực này thì không biết là người ta sẽ thực hiện những cái công trình gì nữa. Đó. Thì cả một cái mảng đồi khu vực này á, dường như là cây xanh người ta đã đốn hết rồi. À, để bắt đầu người ta sẽ xây dựng một cái công trình lộ thiên. Quý vị tiếp tục cùng với Sala đến tượng Phật Di Lặc ở trên núi Cấm. Một lát nữa thì Sala cũng đưa quý vị vào bên trong để tham quan lại. Sẵn đây thì Sala cũng có đôi nét giới thiệu về công trình kiến trúc tâm linh rất là nổi tiếng, đó là tượng của Đức Phật Di Lặc ở trên núi Cấm của nhà điêu khắc gia Thụy Lan đó quý vị. Thực sự cuộc đời thì ai cũng có ngu có khôn quý vị ạ. Nhưng mà khi ai đó mà nói mình ngu á, thì mình thường thường là mình sẽ không có chấp nhận. Để sẽ lại đi một vòng ở bên ngoài để mà thâu cho quý vị nhìn thấy cảnh bái Phật ở phía trước tượng Đức Phật Di Lặc quý vị nha. Hôm nay người ta đặt cái gạo sắt luôn ở đây luôn rồi, tức là mình không bước xuống dưới đó được. Người ta giải tỏa rồi. Không biết là sau khi người ta làm xong thì người ta có cho buôn bán lại nữa không? Đó là một cái điều cũng khá là trở thành một cái điều, cái nỗi lo đó quý vị. Cái nỗi lo của những người buôn bán trước đây thì thường thường là Sala thấy là lúc mà Sala đi tượng Phật Di Lặc núi Cấm nè, thì ở hai bên người ta bán bánh xèo đúng không? Bán nhiều đồ ăn lắm. Nhưng mà hôm nay trở lại thì hầu như là người ta đã giải tỏa hết rồi. Sao mấy đứa muốn nói gì không? Nghe mấy đứa hello quá trời hả? Hello hả? Chú hỏi nha, hôm nay mấy đứa con đi núi Cấm cùng với ai ạ? Dạ,
gia đình. Gia đình mấy đứa con là có ai dắt mấy đứa con đi? Dạ mẹ. Anh nhớ con hay ngại của ông cha mẹ đúng không? Có cha có mẹ không? Có. Có hai người đúng không? Ừ. Mấy đứa đi núi Cấm trong cái này thì mấy đứa, trong cái đợt này nè, mấy đứa thấy vui không? Vui. Ừ. Mấy đứa đã cầu cái gì cho mình, cho gia đình không? Đến Đức Phật nè, mấy đứa cầu cái gì? Con cầu cái gì? Không biết nữa. Con không biết nữa, cầm nhang lên vậy thôi hả? Đúng rồi, đúng không? Con cầu cho con học giỏi, mau lớn, ăn mau chóng lớn. Cảm ơn hai đứa nha. Hai đứa lên hình là dễ thương vô cùng. Nhưng mà cố gắng, cứ chú hỏi con cứ trả lời ha. Trả lời gì cũng được. Nhưng mà con biết kênh của chú không? Sao biết vậy? Đây là gì đó. Thôi để một lát nữa chú cho con cái cặp visit là khoảng thôi tuần sau đi. Tuần sau chú về Sài Gòn thì chú sẽ đăng cái video này lên. Có hai đứa con xem lại nha. Nhìn miếng thịt. Sao anh bảo? đưa cho bé. Thấy anh bảo nên cầm sẵn. Nè, cho nó. Nè, có con nhiều quá. Nè con. Đó, con vào YouTube, con bấm chữ Sala TV nha. Chiều nay 4 tỷ, không cần suy nghĩ. Lúc chưa tỷ đạt thành của Nguyễn. Có một thằng tài bắn với số và đọc cái câu rất là phần điệu quý vị ạ. Chào kêu em hay kêu bằng hoa em đi, tại anh cũng to bự rồi lớn rồi. Biết kênh anh không? Kênh anh là Sala TV đó. Mình về mình gõ vô nha, tuần sau đi. Tuần sau anh sẽ lên video. Vào mình sẽ thấy được một cái nụ cười duyên dáng ở trên một cái video về núi Cấm 2023 này. Trời ơi, ba người đẹp quá. Đi chùa có ba người hả? Nhiều lắm luôn hả? Ước gì được đi chung đoàn ha. Dạ, chúc mọi người chuyến đi thật là may mắn, cầu được nhiều phước lộc nha. Dạ. Cảm ơn nhiều. Và hôm nay quý vị cũng không khác gì ở Bà Đen Tây Ninh,
Sao La cũng đã tương tác được với lại khán giả ở đỉnh núi Cấm An Giang này. Đó là một điều mình cũng rất là vui. Tượng Phật Di Lặc nặng gần 1.700 tấn, tọa lạc trên đỉnh núi Cấm của tỉnh Biên An Giang hiện nay, do nhà điêu khắc Thụy Lam phát thảo bản vẽ và giám sát xây dựng. Sau gần 2 năm thi công, là từ tháng 2 của năm 2004 đến tháng 12 của năm 2005, công trình được hoàn thành và liên tục đạt nhiều kỷ lục trong nước và quốc tế. Ngay từ năm đầu tiên đưa vào hoạt động là năm 2006, công trình nghệ thuật đồ sộ này cũng được xác lập kỷ lục là tượng Phật ngồi lớn nhất Việt Nam. Đến năm 2008, tiếp tục được Trung tâm Sách Kỷ lục công nhận là một trong 14 kỷ lục Phật giáo Việt Nam. Và đến tháng 5 của năm 2013, được Tổ chức Sách Kỷ lục Châu Á, Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam công nhận là tượng Phật Di Lặc lớn nhất trên núi ở châu Á hiện nay. Tượng Phật Di Lặc có chiều cao từ chân đế đến đỉnh đầu tượng là 33,6 mét, diện tích bệ tượng dài 27 mét, rộng 27 mét. Tổng trọng lượng cả nền và vó tượng gần 1.700 tấn bê tông cốt thép. Tượng đặc tả rõ nét nụ cười an nhiên, từ bi, hỷ xả và bụng to đặc trưng của Phật Di Lặc. Chân đế bệ tượng được làm bằng đá gắn kính phản xạ cao cấp màu xanh ve, mang ý nghĩa của một khối kim cương. Khi đứng ở vị trí nào trên núi Cấm, quý vị cũng đều thấy được tượng Phật Di Lặc màu trắng sáng, ngồi uy nghiêm giữa không gian xanh ngát với nụ cười hiền đặc hữu. Và sau khi quý vị nghe Sa La giới thiệu đôi nét về sự hình thành của tượng của Đức Phật Di Lặc ở trên đỉnh núi Cấm đó quý vị, thì bây giờ từ cái con đường này quý vị nhé, con đường ở phía trước tượng Phật Di Lặc nè, thì Sa La sẽ tiếp tục đưa quý vị đi hành hương đến một ngôi chùa rất là nổi tiếng ở trên đỉnh núi Cấm, đó chính là chùa Vạn Linh quý vị nhé. Hôm nay mình đi đường nào với anh Bảo? À, đúng rồi, có con đường mình đi phải không? Nè, đường qua chùa Vạn Linh nè, bữa nay người ta đang dạ em là Sala TV nè. Dạ Sala TV, ok. Chú đây là chú YouTuber hả? Em là YouTube. Xin chào mọi người nha. Mọi người cứ khoảng một tuần lễ nữa đi, mọi người sẽ thấy một cái video mang tên là Núi Cấm 2023. Thì sẽ có gia đình mình ở trên trên video này. Vừa rồi gia đình mình có lại trong tượng Phật không? Có, là vậy là vừa rồi là em có quay phim á. Chào mọi người. Đẹp quá, Việt Nam mình anh chị ơi, em hỏi một chút được không? Dạ. Không biết là đoàn của mình á, chị đi theo đoàn đúng không? Dạ đúng rồi. Không biết là đoàn của mình đi từ đâu vào trong đây Dạ đi từ trên thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh. Đúng rồi. Nhưng mà mình ở đâu mình tới thành phố Hồ Chí Minh? Dạ là nhà ở trên Hóc Môn luôn ạ. Nhà Hóc Môn luôn. Với là quận 12 dạ. Mình đi xuống đây chắc là mình đi đi xe đúng không? Đi xe lữ hành. Dạ. Đi 2 ngày. Đi từ trên thành phố xuống Biếu Bà. Qua ở bên đó rồi sáng nay mới về đây đi núi Cấm. Núi Cấm xong là mình mình về lại Sài Gòn hay sao? Dạ đúng rồi. Mình đi như vậy mình đã đi qua những cái địa điểm tham quan hành hương nào chị nhớ không? Để em qua đây chút xíu cho khách đi lên. Thì đi từ bên Miếu Bà thì cũng đi được rất là nhiều chùa, và sáng nay thì về bên núi Cấm mình đi cũng nhiều chùa lắm, mà rất là đẹp, rất là thiên nhiên hùng vĩ, và không ổn một chuyến đi từ thành phố Hồ Chí Minh về đây ạ. Đây là lần thứ mấy chị đến với lại An Giang? Lần đầu tiên ạ. Lần đầu tiên luôn hả? Dạ. Vậy là qua đó chị cũng đã cảm nhận được cái vùng đất vừa linh thiêng, cũng là chuyến đi cũng khá là vui vẻ đúng không chị? Dạ. Chị tin mà cũng là thăm
đang thất cảnh của đất nước con người Việt Nam mình ạ. Dạ, cảm ơn chị nhiều. Chị tên gì ạ? Dạ, mình tên Cảnh ạ. Dạ. Gốc của mình thì là từ ngoài Thanh Hóa chứ. Dạ, vừa rồi ạ. Nghiệp ở thành phố và đi về giữa miền Tây sông nước mình. Dạ, cho nên vừa rồi khi mà em nghe được cái giọng nói của chị á, em cứ tưởng là chị ở miền Bắc vào. Dạ, dạ đúng rồi, là người miền Bắc. Dạ, người miền Bắc nhưng mà mình hiện tại mình ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, đúng rồi. Dạ, rồi em cảm ơn chị nhiều nha. Dạ, chúc chị nhiều sức khỏe và cầu được nhiều tài lộc trong chuyến đi của ngày hôm nay quý vị. Dạ, cũng thay mặt gia đình là chúc bạn làm kênh có nhiều người theo dõi và biết đến nhiều cảnh đẹp của An Giang cũng như là của đất nước Việt Nam mình. Dạ, em cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Dạ. Hôm nay thì mình sẽ không có đi được con đường ở phía trước tượng Phật đó quý vị. Mình đi thẳng qua chùa Vạn Linh được, mình phải đi tắt lại một con đường nhỏ. Đó. Con đường mà con đường này thì mấy anh mấy chú sơ mà chạy xe được luôn đó. Mình đi bộ mình thấy đã hơi khó khăn một chút rồi không? Nhưng mà mấy chú xe ôm là trên đây là ta lái chuyên nghiệp rồi. Quen rồi cho nên là chở khách đi lên đây rất là dễ dàng. Đây, vòng qua đây là mình sẽ gặp lại cái giao lộ giao lộ thời gian gặp lại một cái giao lộ à, đây nè quý vị à, xa ra thâu cho quý vị thấy nè đó, đây chính là điện 13 cổ quyền Trăm Họ là ở đây nè quý vị. Cái là ở đây là cái hướng mình đi lên Vồ Đầu nè. Mới đây nè, anh Bảo mua được cái kính này xong xuôi là anh Bảo tranh thủ liền ha. Đẹp, mới lúc nào cũng đẹp. Đó, mình đã đến rồi. Ở đây người ta có cái chợ may hả? Cái chợ may là nó là à, có nghĩa là cái ngôi chợ ở trên đỉnh núi, cái người ta gọi là chợ may đó quý vị. Để Sala đưa quý vị vào chợ may một chút xíu nha, bởi vì Sala thấy cái chợ may nó cũng không có lớn gì lắm quý vị hả? À, mình đi vào chợ may nè. À, sương mù đỉnh núi, chợ ẩn trong mây. Câu rất là hay. Đây quý vị ơi, một cái chợ mây. Ở đây thì bà con bán rau cải. Đặc biệt là chợ mây núi Cấm đó quý vị. Vì Sa La bước chắc khoảng 20 bước hết rồi. Cái chợ cũng khá là nhỏ. Hôm nay Sa La vào thâu luôn cái chợ mây để cho quý vị nhìn thấy phía sau người ta đang làm cái gì luôn rồi. Có cái lỗ sâu quá quý vị ạ. Ta đào cái gì đó lúc đó là tới đó là hết rồi. Chợ mây nó nhiêu đó. Hey, quý vị chợ mây (cười)
phía dưới có cái cổng bằng tre. Đó. Đi đến cái giao lộ này quý vị, thay vì Sala đi qua chùa Vạn Linh luôn á, nhưng mà thì Sala không có đi qua chùa Vạn Linh. Chờ một chút nữa đi, Sala đi ngược lại để mà Sala thâu cho quý vị thấy được ở từ ở dưới cái bờ hồ Thủy Liêm đó, nhìn lên ở phía trên tượng Phật Di Lặc xem cái mô hình, cái công trình họ dựng cái gì đó. Sala tò mò là muốn nhìn xem họ đang làm cái gì mà họ lại quy hoạch một cái khu lớn người là lớn như thế này. Mình đi trên núi Cấm này quý vị, Sara chia sẻ thêm đó là khi quý vị đi bộ tại các con đường như thế này á, quý vị đi nép nép sát sát vô, tại vì xe là mấy anh xe ôm chạy nhanh lắm, nhanh vô cùng nhanh, chạy một cái là qua mình cái dèo. Hello hello đây quý vị ơi, tới rồi, chỉ cần mình vài bước thôi mình đã tới nơi mà mình đang tò mò. Đây quý vị, đó quý vị nhìn thấy không, từ đây mình nhìn lên nè, có thể nói là sau khi mà học hoàn thành cái dự án công trình này đó quý vị, thì có thể là mình nhìn lên cái tượng Phật Di Lặc sẽ đẹp hơn, và đặc biệt là sẽ cái sự thông thoáng cũng như là cái tôn vinh lên được cái vẻ đẹp của cái công trình tượng Phật Di Lặc đó. Hai bên người ta dùng tạo cái lối hành lang như thế này. Ở đây người ta không có bản vẽ, ta để tìm cái bản vẽ vào ngoài. Nếu có cái bản vẽ thì mình sẽ nhìn thấy trước. Và sau khi trở lại cái giao lộ cái giao lộ vừa rồi đó quý vị, dạ dạ không dạ cái giao lộ vừa rồi mà Sala đi lên đây nè quý vị, thì bây giờ Sala đưa quý vị tiếp tục đi qua chùa Vạn Linh quý vị nhé. Này mình để mình đi qua đường. Ở đây xe ôm họ chạy ngang mình nó quay rất là ồn bởi vì ai hầu như cũng lên xe chạy nhanh quen rồi, tại trên đường này nó dốc nhiều á, cho nên là họ phải gồ ga cho mạnh. Đúng rồi, chạy chậm nhiều khi lên đâu có nổi đâu. Đi qua cái con đường này đó quý vị, thì hai bên không có cây cho nên là trời khá là nắng. Với lại lúc này gần như là cũng gần gần tới trưa rồi phải không? 10 giờ. À, 10 giờ.
Hôm nay Sara đi tranh thủ từ sáng sớm mình đi nè, cho nên là cái mức độ nó khỏe hơn, với khách vẫn còn. Chứ nếu như đầu giờ trưa mà Sara lên đây, trời ơi, chắc là bây giờ là vắng tanh rồi. Ở đây thì cái việc đội xe ôm ở tại núi Cấm thì rất là đông. Đó quý vị, hình như là khoảng hơn 1.000 người. Trên đây là người ta thống kê là khoảng hơn 1.000 người chạy xe ôm đó. Và những cái người mà có áo xanh và có thẻ như thế này là thì họ vào trong cái đội xe ôm núi Cấm. Còn những người mà không có thẻ đó là những người dân họ chạy tự phát đó quý vị. Nhưng mà quý vị đi, quý vị có thể đi vào trong đi chọn đi những cái người áo xanh như thế này có thẻ thì sẽ là giá cả thì sẽ hợp lý hơn. Đây xe nhiều quá. Đây cuối cùng thì Sara cũng đưa quý vị đến viếng chùa Vạn Linh quý vị nha. Một ngôi chùa mà hầu như khi đến lại núi Cấm An Giang này thì mọi người đều đến đây viếng chùa Vạn Linh. Mỗi lần khi mà bước vào chùa Quảng Ninh đó thì Sara rất là ấn tượng bởi cái con đường mình đi vào nè. Hai bên là hai hàng của tùng bách đó quý vị. Và những cái tùng bách càng ngày thì nó càng lớn và rất là cao đó. Che những cái bóng mát của những vị khách tham quan và hành hương đến với lại chùa Quảng Ninh núi Cấm. Khác chứ về video trước hồi tháng 10 đó quý vị, tháng 10 thì Sara đi bên trái, còn bây giờ thì Sara đi bên phải để vào trong cái cổng mình vào đó để mình chiêm bái. Không biết là hôm nay thì tháp Quan Âm có mở cửa không, có mở cửa để mình đi lên trên không. Sara đi thâu hình, vừa đi mình hòa vào dòng người đi hành hương như thế này đó quý vị. Mình có một cái cảm giác nó bình yên vô cùng lắm. Em là Sara TV ạ. À. Dạ rồi rồi, em gửi chị cái cặp visit nha. Để về mình không có quên. Mới gặp anh lần nãy luôn. Rồi mới gặp lại lúc mà mới nãy mình kêu hả? Dạ. Vậy đó hả? Thì anh quay xong cái anh chạy lại nó ủa? Ai gọi tên mình mà đi lới rồi không thấy đâu. Quý vị ơi, rất là may mắn có thể là hôm nay Sara đi vào ngày rằm, cho nên là
tháp Quan Âm mở cửa và mình có thể lên đó để tham quan đó quý vị. Trước khi quý vị vào trong chánh điện của chùa Vạn Linh để quý vị bái Phật cùng với Sala, thì bây giờ Sala sẽ đưa quý vị đi lên 9 tầng tháp quý vị nhé. Lâu lắm rồi, trong một cái video trước đây đến bây giờ thì cũng khá là lâu. Bây giờ mình mới có cái cơ hội lên 9 tầng tháp. Bây giờ xin mời quý vị khán giả của Sala TV thật là lâu, và quý vị sẽ trở lại với Sala lên 9 tầng tháp của tháp Quan Âm trên chùa Vạn Linh của núi Cấm quý vị nhé. Dạ em là Sala TV á. Dễ hả? Dạ. Tưởng đâu là em là MC nữa. Tại vì nghe em giới thiệu phải không? Cô đó nói là cứ tưởng đâu Sala vừa là YouTuber và vừa là MC. Em mới làm gì ở đâu cũng về. Đây là tầng đầu tiên quý vị ạ. Tầng đầu tiên của tháp Quan Âm là tông chí pho tượng của Đức Phật Di Lặc. Mà lên đến đây đó quý vị thì gió thổi mát lắm quý vị ạ. Lạnh. Lạnh ngắt à. Bình thường nếu mà Sala đi ngày thường á thì trên đây người ta đóng cửa lại. Hôm nay là ngày rằm đúng không? 14. Hôm nay mình đi ngày 14 chủ nhật đó. Đó. Cho nên đã được mở cửa. Hôm nay là tôi về đây đông đúng không? Đi ở núi Cấm mà anh bảo để nhớ tới Bà Đen Mâu Thịnh. Và tầng thứ hai nhà chùa đã tôn chí pho tượng của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Chân quá. Phải là Sala có mang vớ mà vẫn rất là lạnh quý vị ạ. Đây là tầng thứ ba đúng không? Tầng thứ ba là thờ vị Bồ Tát gửi cứu voi, đó chính là Nam Mô Đại Nguyện Bồ Tát. Cao như anh. Ở Vồ Bồ Hông là 706 thước. Còn ở chùa Vạn Linh là ta nói là khoảng 650. Nhớ là từ chùa Vạn Linh là ở dưới chân Vồ Bồ Hông là khoảng 650 thước. Ở đây nè. Đó, Vồ Bồ Hông đó. Vồ Bồ Hông là cái cây liên lạc nè, thấy không? Tại vì Vồ Bồ Hông là đúng không? Ở đâu mình đi ăn gì nè, ở đó đó mình đứng ở đó là xong cái chuyện gì chở mình lên đây nè, chỉ là chở lên nhưng mà phải vòng lên chứ không phải đi lên đó là tới đâu. Đây nó vòng lên đây à? Đúng rồi. Và tầng thứ tư hay thứ năm đúng không?
thờ vị Bồ Tát cởi sư tử. Nam mô Đại Trí Phân Thủ Sư Lợi Bồ Tát. Mình lại gặp nhau. Gặp YouTuber luôn. Anh lại rất là lâu rồi mới được lên đây á. Dạ. Tại vì thường đi lên đây á, vào cái ngày thường là ở đây đóng cửa. Bữa nay chắc là rầm. Và mình đã lên tầng thứ 6. Nam mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát. Thấy là một trong 33 hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Mà Sara lại không nhớ là hóa thân nào. Thì là có một cái hóa thân mà ngồi trên tảng đá, sau đó là cái bình trăm đồ để ở phía bên trái. Đã đến tập thứ 8 rồi đó quý vị. Tầng nữa là tầng thứ 9. Tại tầng thứ 8 thì Sara thấy là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Và ở phía trước Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phía trước Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni còn có Tháp Xá Lợi đó quý vị. Và tầng thứ 9 thì có cái bảng ghi là không lên được quý vị ạ. À, đóng luôn cái trên này. Đóng rồi. Mình chỉ lên được 8 tầng thôi. Ở đó có cái khóa rồi luôn. Và trên đây á, là tầng cao nhất rồi. Tầng thứ 8 nào quý vị. Thì tại đây Sara sẽ thâu cho quý vị một cái cảnh ở phía dưới chánh điện của chùa Vạn Linh nào quý vị. Và đây quý vị ơi là một cái khung hình mà Sara đang đứng ở trên tầng 8 của tháp Quan Âm tại chùa Quảng Linh đó quý vị. Để từ đây mình nhìn xuống toàn cảnh ở phía dưới Hồ Chỉ Liêm. Phía bên kia chính là tượng của Đức Phật Di Lặc. Và xa xa để Sara thâu cho quý vị nhìn gần gần một tí nha, là chùa Phật lớn này quý vị. Mà quý vị lên đây thì cái không khí nó lạnh hơn và mình sờ vào cái bức tường ở trên này nè, rất là lạnh. Mặc dù bây giờ là đã là giữa trưa rồi đúng không? Đúng không? Ủa, hồi đó là đây đó hả? Nghỉ ai hết rồi? Còn mà. Ủa rồi. Sẽ là qua đây thâu cho quý vị thêm cái con đường ở phía dưới nè. Con đường ở phía dưới núi Cầm nè. Thank you.
sau này sau khi mà người ta hoàn thành cái công trình ở trên này thì nó càng đẹp hơn. Năm 1925, Hòa Thượng Thích Thiện Quang chính là tổ khai sơn chùa Vạn Linh ngày nay và là thầy bổn sư của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh chùa Vạn Đức Thủ Đức. Vào năm đó, Hòa Thượng Thiện Quang sau khi chữa hết bệnh ở núi Két thì nghe người dân nói dưới chân núi Kỳ Hương, tức là núi Voi của ngày nay, có tổ sư Trí Thiền đang giáo hóa đồ chúng rất đông, và ngài đã tìm đến tổ Phi Lai Chí Thiền. Tại đây được tổ xuất gia, ban pháp danh Thiện Quang, húy là Hồng Sấn, tiếp nối dòng Lâm Tế Gia Phổ đời thứ 40. Sau một thời gian được tổ Phi Lai Chí Thiền cho phép, ngài lên núi Cấm, dưới chân Bồ Hồng cắt một am lá để tịnh tu và thu nhận tín đồ. Ngài tu hành và chữa bệnh cho dân chúng nơi này, đặc biệt là những căn bệnh do ma tà nhập vào cơ thể hoành hành, mà người dân chạy chữa khắp nơi cũng không được, nhưng khi đến gặp ngài thì mọi người đều được chữa khỏi. Năm tháng trôi qua, tiếng lành đồn xa, ngày càng có nhiều vị đến xuất gia bái ngài làm bổn sư, trong đó có Hòa Thượng Thích Chí Tịnh. Và người dân đã đặt cho chùa với tên gọi là Chùa Lá, thay vì tên chánh là Chùa Vạn Linh ngày nay. Năm 1941, Chùa Vạn Linh được xây dựng với quy mô bề thế nhất ở núi Cấm lúc bấy giờ. 4 năm sau là năm 1945, cuộc kháng chiến chống Pháp lần hai diễn ra tại vùng núi Cấm, và tại đây rơi vào vùng cấm địa, bom đạn suốt ngày đêm, nên thực dân Pháp đã đuổi hết tất cả, dù là tăng hay tục, không được quyền ở lại. Hòa Thượng Thiện Quang cũng về Sài Gòn lánh nạn, và ngài đã viên tịch tại chùa Linh Bửu. Đến năm 1954, Hòa Thượng Thích Thiện Thành về lại núi Cấm, thấy chùa tổ đã bị bom đạn tàn phá, nên ngài cắt một cái am tạm bằng cây lá để tu hành và tiếp nối trụ trì đời thứ hai của chùa Vạn Linh. Đến năm 1992, Hòa Thượng Thiện Thành viên tịch, và cư sĩ Lâm Cáo Kia là đệ tử của Hòa Thượng Thiện Quang đã đến xin thỉnh cầu Hòa Thượng Thích Chí Tịnh xây lại chùa Vạn Linh. Và đến năm 1995 thì chùa đã được cấp phép xây dựng. Năm 2014, Hòa Thượng Thích Chí Tịnh viên tịch. Hòa Thượng Thích Hoàng Tri là chủ trì của chùa Vạn Đức và cũng là chùa Vạn Linh hiện nay, đã tiếp nối xây dựng hoàn chỉnh tất cả những công trình của chùa Vạn Linh. Đó là những công trình mà ngày hôm nay Sala có dịp đến thâu hình để quý vị khán giả trên kênh Sala TV một lần nữa chiêm bái qua màn ảnh nhỏ. Và trong đó phải kể đến ngôi chánh điện cao nhất Việt Nam và phù điêu cây bồ đề có ngọn ở trong chánh điện là những công trình Phật Pháp vĩ đại tương đồng với chùa Vạn Đức Thủ Đức hiện nay. Thank you.
Và sau khi quý vị nghe Sala giới thiệu đôi nét về lịch sử hình thành của chùa Lá, chùa Vạn Linh ở trên đỉnh núi Cấm, và bây giờ thì tiếp tục hành trình lên đỉnh núi Cấm, Sala sẽ đưa quý vị ra ở phía sau chùa Vạn Linh. Từ đây quý vị thăm lại một cái thiền thất của cố hòa thượng Thích Chí Tịnh năm xưa, cũng như là tại đây người ta đã dựng một cái công trình, đó là công trình Giả Sơn. Và ở dưới công trình Giả Sơn thì người ta đã, nhà chùa đã tái hiện lại các cái Phật tích gắn liền với cuộc đời của Phật Thích Ca quý vị nhé. Năm nào đó quý vị thì Sala cũng đưa quý vị đi cùng với Sala vào chùa Vạn Linh, và mình không quên đến phía sau chùa Vạn Linh để mà thăm lại cái thiền thất mà ngày xưa cố hòa thượng Thích Chí Tịnh đó đã đến đây tịnh tu. Và tại đây cố hòa thượng Thích Chí Tịnh cũng đã bắt đầu dịch những cái quyển kinh đó quý vị. Tại đây thì Sala sẽ thâu cho quý vị xem những bức tượng của các vị La Hán, những bức tượng đá rất là chân thật và rất là sống động. Phía sau là ngọn Giả Sơn đó quý vị. Ở phía trước ngọn Giả Sơn, nhà chùa đã dựng lại những cái Phật tích của Đức Phật Thích Ca, nơi Đức Phật đản sanh. Đó, lúc mà Thái tử Tất Đạt Đa Cồ Đàm cắt tóc đi tu nè quý vị. Nơi đây có một cây Bồ Đề, và phía dưới thì nhà chùa đã đặt tượng của Đức Phật Thích Ca thành đạo. Phía bên đây chính là vườn Lộc Uyển, nơi mà Đức Phật Thích Ca thuyết những cái bài pháp đầu tiên cho năm anh em Kiều Trần Như. Còn đây là Câu Thi Na, nơi Phật nhập Niết Bàn. Có một điều đó là Sala nhận thấy, đó là hồ nước ở phía đây nè quý vị, ở phía trước cái hòn Giả Sơn đó quý vị, hồ nước có vẻ như là hồ nước đã dơ bẩn nhiều quá. Ví dụ như ở đây người ta nhà chùa cải tạo lại đàng hoàng, rồi thả cá chép coi vào trong đây thì quá tuyệt vời, giống như ở chùa Vạn Đức đó quý vị. Chùa Vạn Đức cũng có những cái hồ nước như thế này, và thả cá chép coi, sau đó là dùng cái hệ thống nước chảy tự động đó, rất là đẹp. Nhưng mà ở chùa Vạn Linh này thì người ta lại không có đầu tư cái đó, người ta để những cái nước mưa và những cái con sinh vật như là con nòng nọc nhiều quá. Đúng rồi, nó bị ô nhiễm quá. Vạn Đức đẹp đó, sạch đó ha. Đúng rồi, Vạn Đức là rất là sạch. Cá coi cho lội bơi thoải mái. Sau khi Sala đưa quý vị đi chiêm bái Phật cảnh xong thì quý vị hãy vào trong một khu vườn mai. Đây là mai tứ quý quý vị ạ. Và trong đây chính là người ta đã dựng lại Phù Thi Tháp.
dựng lại một cái phù thi tháp giống như một cái mô hình ở chùa Vạn Đức ở thủ đức của Sài Gòn đó quý vị. Mỗi lần Sala về chùa Vạn Linh, Sala vào vườn Mai, cũng là vào cái nơi mà nhập thất của Hòa Thượng Thích Chí Tịnh năm xưa đó quý vị. Thì cái mình bước vào đây nè, thì bao nhiêu sự cái ưu phiền cũng như là những cái đau đớn của bệnh tật mà hiện tại Sala mang trong người đó, dường như nó nhẹ đi rất là nhiều quý vị ạ. Cái này là mình nói những cái điều sự thật. Nam mô cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh. Hát một cái câu hát hay ghê. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thâu lại vườn mai tứ quý. Vì khi mà nhà chùa trồng mai tứ quý á, thì nó sẽ, người ta nói là mai tứ quý sẽ nở quanh năm. Cho nên lúc nào mình cũng vào đây mình thấy mai nở. Đây có một cái đại hồng trung. Nhìn đẹp và khổng lồ quá ha. Treo trên những cái cây cổ thụ kìa. Tượng của cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh nè. Từ đây quý vị nhìn vào thì quý vị thấy là tượng sáp của cố Hòa Thượng Thích Chí Tịnh rất là thật quý vị ạ. Mình nhìn vào thì mình thấy giống như là có Hòa Thượng, y như Hòa Thượng đang ngồi và đang dịch những cái quyển kinh đó quý vị. Và những tượng sáp này thì người ta đã chở từ ở chùa Vạn Đức đó. Người ta làm một cái ngày lễ rất là trọng đại. Người ta đưa về. Quý vị chiêm bái cũng như là tham quan xong vườn mai nơi có tháp vọng phù thi đó, thì coi như là phần nào thì Sala cũng đã đưa quý vị đi tham quan bái Phật và khái quát được chùa Vạn Linh
một lần nữa ở trên đỉnh núi Cấm quý vị nhé. Lúc này hình như là cũng đã 12 giờ trưa phải không anh Bảo? Đây chuối quá, ở đây chắc cho xe chạy lên rồi. Sẽ là đưa quý vị đến chùa Vạn Linh, cũng là trùng vào cái ngày giỗ của Tổ sư Chí Thiền, cho nên là sáng nay sẽ là thấy có rất là nhiều những cái đoàn Phật tử họ ở khắp nơi, nhất là ở các tỉnh của miền Nam Việt Nam đó quý vị, thì trở về đây để mà viếng lại chùa Vạn Linh, cũng như là họ sẽ chiều nay hoặc là ngày mai thì họ sẽ đến tổ đình Phi Lai tập trung về rất là đông quý vị ạ. Mình nhìn cái đèn dầu bằng đá này mình nhớ ở đâu không? Cái lần đầu tiên mình gặp á, ở chùa Khỉ Vũng Tàu. Thiền viện chùa Khỉ Vũng Tàu là thiền viện gì? Thiền viện Trung Nguyên hả? Ừ, chính xác. Anh Bảo đi theo Sala cũng có một cái kiến thức. Cũng nhớ phần nào đó quý vị. Nhớ không? Và giờ này đó quý vị, thì khách cũng tiếp tục lên chùa Vạn Linh để mà cúng bái cũng khá là nhiều, mặc dù đã quá trưa nhưng mà cũng vẫn còn đông khá du khách đó quý vị. Tại đây để mà đi ra cổng tam quan thì sẵn đây thì Sala cũng thâu cho quý vị nhìn thấy cái đoạn đường và cái lượng khách họ đi hành hương như thế nào quý vị nhé. Anh Bảo nhớ ra chưa? Thiền viện Chân Không. Nơi có tượng Phật Thích Ca ngồi ở trên núi lớn của Vũng Tàu. Ở đây là mỗi lần lên chùa Vạn Linh đó quý vị, Sala rất là thích những cái cây và có những cái lá màu đỏ đỏ nâu nâu như thế này nè, mình chụp hình ở đây thì nó đẹp lắm. Sắc rực rỡ, nó giống giống như cái bối cảnh ở bên châu Âu vậy đó. Những cái lá phong á. Sala đi ngược như thế này, Sala sẽ thâu cho quý vị thấy được cái dòng người đang vào trong chùa Vạn Linh để đi cầu an, cầu phúc.
đi như thế này đó quý vị, rất là đẹp. Thấy cái mình đi trên cái con đường nè, hai bên cái tùng bách đẹp vô cùng luôn. Ước chi cây tùng bách này á mà có thể xuống dưới lại chân núi á, mà được sống ở dưới tổ đình Phi Lai ha. Ở tổ đình Phi Lai hiện tại thì những cái cây cao chưa có, tại vì tổ đình đang vừa mới trùng tu xong. Giờ này trưa rồi quý vị ơi, thật ra là nắng dữ lắm, cái không khí nó không còn lạnh nữa. Nóng vô cùng. Núi Cấm Sa La thấy là lúc nào cũng đông. Đông là đông những người chạy xe ôm và những cô chú chụp hình. Đông nhất á. Ở tại khúc này là đông dữ lắm. Ở đây là giống như một cái bến. Cái bến là tập trung ở đây đó quý vị, để mà mời du khách tiếp tục là lên trên vồ hông, hay là đi về cáp treo rồi kia, người ta chở một đoạn người ta cũng chở nữa. Nhà bên phải là quý vị thấy không, có rất là nhiều quầy buôn bán. Sau khi mà Sa La dừng lại ăn uống và nghỉ ngơi một chút đó quý vị, thì bây giờ Sa La tiếp tục đưa quý vị lên đỉnh núi Cấm nha. Sa La sẽ tìm một anh xe ôm nào đó, ta lái cứng chút xíu, đưa Sa La lên vụ hồng quý vị nhé. Tại đây để Sa La tìm. Anh ơi, anh lên bộ hông không? Đi. Đi ha. Mấy người? Đi hai người. Bao nhiêu? Lên xuống luôn không? Lên xuống. Lên xuống 200 ngàn. 80. Gì? Em đi hoài à? Đi hoài hả? Được không? Đi hoài chạy luôn. Chạy luôn ha? Em quay YouTube mà anh ơi. Nên là em nhớ viết giá lắm. Chút nữa cho em số điện thoại nha. Rồi em để chân đi được không? Hay là sao? Được. Ở đâu? Ở đây hả? Nhưng mà anh để trên, em để dưới. À, có cái rồi. Này luôn không? Rồi. Rồi, được, xong rồi anh. Và đây quý vị ơi, sau khi thỏa thuận giá cả với một anh chạy xe ở đây thì bây giờ là anh đang đưa Sa La đi lên trên vụ hông nè. Có đường này hả? Có. Nếu chứ là mình đi đường kia thì là có hai đường ha. Đây là để ta đi bộ á, ta đi bộ cái ta dừng chân ở đây. Mấy anh đi bộ thấy thấy mình quay là viết YouTube lên.
mình lên đây mát hơn nữa không? Cây nhiều. Và con đường này nó nhanh hơn đường bên kia không? Dạ. Rồi, à chưa. Lấy cái số đi vào. Để chút nữa anh xuống. Xuống tới đây để em gọi cho anh ha. Em đi nếu mà em quay phim chắc hơn nửa tiếng à. Nửa tiếng hả? Tám số hỏi thì em đang chờ luôn. Tám số 6. Tám số 6. Này số 6. Rồi, gần tới em điện ha. Rồi. Để nhà mai cỡ nửa tiếng à. Và sau khi tới một cái gọi là cái trạm cái trạm của để lên Bồ Hòa Hồng đó quý vị, mất sóng. Qua đây nè, qua đây mới có sóng nè. Mất sóng á. Đây quý vị ơi, có một cái bảng người ta để đó là điện Bồ Hông 200 thước nè quý vị. Và bây giờ Sara sẽ đưa quý vị đi lên điện Bồ Hông một lần nữa quý vị nha. Mình sẽ đi qua những cái bậc thang như thế này. Đến đây mình sẽ đi bộ. Hôm nay thì Sarah thấy là cùng đi với mình chắc có thể là có nhiều khách du khách hành hương cũng như là bà con Phật tử ở khắp nơi, có thể là họ sẽ lên điện Bồ Hông lúc này cũng khá là nhiều du khách đó quý vị. Bông nhang đèn cũng mấy cô ơi, bắp ba trái 20.000 mấy cô. Đầu cao và gạo muối với tiền cúng đi mấy cô ơi. Bắp ba trái 20 cô. Mỗi năm thì Sala trở về với lại Thất Sơn Tâm Linh đó quý vị. Và lên điện Bồ Hông, mình có thể mình thấy là năm nay mình đi nó yếu hơn nhiều quý vị ạ. Chân lên tới đây thấy là cái chân nó hơi nhức. Nó hơi nhức mỏi rồi đó quý vị. Đi nhiều quá cho nên là sức khỏe nó đã hao mòn. Hơn chứ. Làm biến có chút xíu à, con không chịu chạy xuống. Ở bên đó là Sala thấy là đường vô Hai Sư Cô. Sala cũng chưa đi vô nữa quý vị ạ. Nhưng mà không có, thế là nó còn xa hôm. Bây giờ để mà giữ cái sức á, thì Sala đưa quý vị lên lên trên đỉnh Bồ Hông trước. Sau khi mà mình xuống là mình còn sức khỏe thì có thể là Sara đi tiếp tục một vài nơi nữa. Và quý vị ơi, Sara đang cùng với lại ở phía sau Sara, quý vị nhìn thấy không, cũng khá là nhiều cô chú đi hành hương trong cái ngày hôm nay đó quý vị. Và đặc biệt là khi mà Sara đi lên trên điện Bồ Hông đó thì có một con đường nhỏ thôi và nó sẽ có hai chiều, nhưng mà chiều bên phải người lên thì thở dốc thôi, còn nhưng mà người chiều bên trái người xuống người ta vui vẻ và ta nói chuyện rất là vui đúng không cô? nó ở hai thế giới khá là khác nhau, ở hai trạng thái nó khá là khác nhau. Bây giờ bò của đây có hai chú này vui quá. À, dạ. Trời. Dạ. Không, mỗi năm thì em sẽ xuống đây khoảng 2 lần thôi để mà thâu hình cho khán giả. Có hai chú đi hoài nè. Hả? Cái đoạn này cái ngồi ăn. À, chắc là người khác á. Chứ nếu mà em đi thì em
Con đi, con không có ngồi được. Con đi đi luôn à. Mình đi cái đoạn này lên cảnh luôn à. Đi đi. À, đi đó quý vị, để mà mình mắc đi cái cảm giác nó đuối đó quý vị, thì có thể là Sala đã trò chuyện được với lại những vị khách cùng hành hương trong cái chuyến đi của mình, thì thấy vơi đi cái cảm giác nó mỏi. Dạ. Sao cô không đợi hai cô kia? Đi theo hai chú nè. À vậy hả? đi theo hai chú. Hai con còn khỏe cho nên là đi di chuyển liên tục. Cô cứ thấy mỏi thì cô cứ dừng lại ha. Mấy cô, mấy cậu đi chùa phố, mấy cô cậu là xe xe bé của bố, mấy cô cậu ơi đi chùa phố, mấy cô cậu. À, tại đây quý vị thì có hai bên là có nhà nghỉ, và đặc biệt quý vị thấy không, có nhà trọ nè, đó, phòng nghỉ tiện nghi thoáng mát giá bình dân, thì sẽ có một cái dịp nào đó thì Sara sẽ thực hiện một cái video đó là ngủ lại ở trên núi Cấm này. Tại vì từ trước đến giờ mình cũng chưa từng có một cái trải nghiệm ngủ lại ở trên núi, và hôm nào thì cái khoảng thời gian mà Sara xuống lại Thác Sơn á nó dài hơn, thì mình sẽ lên đây mình tìm một cái phòng trọ và ngủ lại ở trên núi Cấm, cũng như là khoảng chiều đó thì mình lên trên điện Bồ Hông này để mà thâu hình gửi đến quý vị những cái hình ảnh về đêm. Như cái mùi sữa đậu nành nó thơm hả con? Không, được rồi. Dạ không, con không muốn. Cô rất là nhiệt tình. Vừa khen cái cô mua chùm bọc. Đây cũng có đồ ăn chay, thấy người ta bán cái đồ ăn cũng ngon. Và quý vị ơi, sau khoảng chừng 5 phút thôi mà Sala đi liên tục đó quay quý vị, thì bây giờ Sala đến được đỉnh núi Cấm rồi nè. À, nơi có điện Bồ Hông đỉnh cao 706 thước so với mực nước biển quý vị nha. Và ở trên đây thì Sala nhớ là có điện Ngọc Hoàng đúng không, rồi có một cái điện thờ của Huyền Trâm họ, và một điện đó là thờ Địa Mẫu đúng không? Có ba điện. Tôi muốn canh đây anh chị, có 15 ngày anh chị ơi. Trong một cái video mà Sala đi hồi tháng 5 của 2022 đó quý vị, thì lúc đó mình lên trên này nè, lúc đó mây che hết cái khu vực ở phía dưới chùa Vạn Linh và tượng Phật Di Lặc luôn. Thì lúc đó mình chờ một hồi nắng lên rồi bắt đầu mây tan rồi mới quay cho quý vị được, nhưng mà hôm nay lên đây lúc này là trưa cho nên nắng chang chang, thì lúc này không có mây nữa quý vị. Cô lên rồi, mấy cô kia chưa lên chưa?
Rồi cô lên mình hả? Ngồi đây ngồi đợi. Mỏi quá còn ngồi dưới này. Bây giờ cô đi cúng rồi ngồi đợi ha. Cô ngồi đợi nè. À, ngồi đợi mấy cô đi để con vô trong trước. Hôm nay Sara sẽ đưa quý vị vào điện cửa quyền trăm họ. Vào đó trước đi quý vị. Rồi sau đó mình vòng ra đây mình đến điện của Diêu Trì Địa Mẫu nè. À, thường là không cho hiện, thường là du khách cũng như là Phật tử, những người tín ngưỡng tâm linh đó quý vị, lên trên điện cửu quyền là họ sẽ thực hiện một cái mâm cơm chay. Và bây giờ Sara đưa quý vị lên trên điện cửu quyền trăm họ. Tại đây quý vị sẽ nhìn thấy cái quang cảnh mọi người cúng cổ quyền quý vị nhé. Quay mấy ông nhậu cổng cho anh. Hả? Quay mấy ông nhậu cổng cho. Hồi mấy ông nhậu không? Quay lên người ta ha ném đá. Không, quay vô. Mình đang quay người ta ném đá. Và sau khi quý vị cùng với Sala mình chiêm bái ở tại điện cổ quyền trăm họ đó, và quý vị nhìn thấy cái cảnh cúng cổ quyền của bà con du khách ở thập phương đến đây cúng cổ quyền đó quý vị, thì bây giờ Sala đưa quý vị đến một cái điện tiếp theo ở trên đỉnh Vô Bồ Hông, đó chính là điện của Diêu Trì Địa Mẫu quý vị nhé. Sau đó thì mình qua bên điện Ngọc Hoàng để chiêm bái cùng Sala quý vị nhé.
ở cạnh điện của Diêu Trì Địa Mẫu có một con đường. Từ đây quý vị có thể đi lên. Đó chính là ở trên đây là điện Ngọc Hoàng nè quý vị. Có thể nói là nơi đây là nơi cao nhất ở trên điện ở trên Vùng Bộ Hồng nè. Để Sara đi nhét nhét vào đây chút xíu. Để thâu hình cho quý vị. Cảm ơn chú nha. Dạ. Dạ dạ rồi rồi, con cảm ơn chú nhiều lắm. Bây giờ thì Sara cũng đã xuống lại cái điểm tập kết xe ôm rồi quý vị ạ. À, dạ. Em có xe rồi. Ở đây người ta còn bán cây gậy Trường Sơn nữa quý vị. Nhưng mà thấy không ai cầm cây gậy hết. À, ừ, cái đó không được đâu. Vậy cái đó là tiêu thì tiêu, tiêu thắng đường. Không biết là cái anh xe ôm rất là dễ thương vừa rồi còn đợi Sara không nữa. À. Đang điện hả? Nói máy được không? Ủa? Nãy giờ có chơi với chổng không? Dạ. Có chơi gì chổng không? Chơi hết tiền luôn. Chơi cho hết tiền luôn. Đến đây Sara cũng thâu cho quý vị thấy được cái hành trình chạy xuống luôn quý vị ạ. Tại vì chạy lên thì cái cảm giác nó khác, chạy xuống cảm giác nó khác mình nữa. Đi qua bên kia đó, tròn mình bên kia đó. Ờ, chạy ra ha. Ừ, chưa đâu, chạy. Rồi, em lên nha. Rồi. Xuống là chỉ có thả thôi. Thả và thắng. Để cái chuyến sau thì chắc là anh sẽ lên anh qua Bồ Đầu
chuyến này thì đi bộ hông. Đúng rồi, ở đây là có tới 5 cái bộ đúng không? Đâu. Tới không? Không. Thường thường là anh chở khách đi bộ hông, bộ đầu ở đâu nữa? Ba giòi hả? Bộ đầu bộ hông. Đi cái Quế. À. Rồi Quỳnh Long, rồi Dồi Bà. Đúng rồi, Dồi Bà nữa. Rồi Hang Công Đức, Hang Mẹ Đẻ. À. Phạm Quỳnh Long, Tâm Thanh. Để em lưu lại cái số anh lưu lại cái số của lưu lại cái số của anh đi. Rồi cái chuyến sau em lên xuống sớm, xong mình làm một cái video là đi hết mấy cái địa điểm tâm linh đó đó, mấy nơi thờ cúng hết số hồi nãy mới điện đó. Rồi xong xuôi kêu bao trọn gói nha. Nếu mà anh đi cái đó là anh đi phải tầm cỡ 5 giờ sáng á. 5 giờ sáng hả? 5 giờ sáng mình đi là cỡ tới 5 giờ chiều, bây giờ tới dưới 5 giờ chiều á. 5 giờ chiều luôn. Là đi một giáp một vòng là coi như là hết nuôi cấm chưa? Đó là em chở đi hết luôn á. Phải đi luôn ha. Là điểm nào mà nếu theo em biết là điểm nào mà trên này em biết nhiều điểm là anh chở đi hết nhiều điểm đó. Vậy ha. Để cái chuyến sau anh về đi. Cái chuyến này đi phải về sớm. Đây qua bên chùa Thi Lai bên núi Voi á. Yeah. Để cúng tổ sư nữa. Nên chỉ đi tới giờ này hết giờ rồi. Xuống dưới núi. Qua núi Voi tầm ở 5 cây số. Mình xuống mình thấy nó im ái ghê á. Yeah. Đi lên á, cô máy nặng nề. Rồi giờ anh đi đi gì vô mà sớm đi gì lên? Giờ đi qua bển mua cáp xuống. Đi bộ qua bển để mà quay cái hành trình qua bển. Thả anh xuống đây được ha. Mình đi qua cái cầu đỏ đó. Không khỏi đi, còn phải đi đó đó để đi bộ quay cho khách. Quay YouTube cho nên là mình phải chịu khó. Đi từ á. Có cái đường lên. Mọc lên. Rồi. Gửi anh 100 luôn nha. Rồi. Gửi 100 mà đừng chạy lên chở anh vũ sòng nữa nha. Bóng dáng ngài vượt qua thấp thoáng. Anh thì anh nhìn từ xa thì nghe cái tiếng gao của em mà rất là chiều mến và anh cũng rất là mong muốn, nhưng mà em biết là anh đã có một cái lời hứa ngàn năm với cái cô mà uống cái ca nước màu đỏ đó. Bán riêng hả? Bán riêng hay bán chung? Đúng rồi, cô nói đúng rồi. 10.000. Cô này thì cô đợi từ hồi sáng giờ mua 2 bịch. Này không? 3 bịch 20. Mua 2 bịch và mua 3 bịch 20 kìa. Hả? Tặng cho 1 bịch. Tặng cho 1 bịch luôn hả? Ok. Cảm ơn cô nha. Cô sẽ lên kênh YouTube Sala TV. Một kênh YouTube về Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đúng rồi, một bịch nãy giờ. Một bịch nhờ cái tiếng gao và cái tiếng mời gọi rất là thiết tha. Được rồi, con có nhiều rồi. Được rồi, con có 4 bịch rồi. Chuyến sau con còn đi nhiều chuyến mà. Năm nào con cũng ghé đây để ủng hộ các cô hết trơn á. Yên tâm. Lên đường, bắt đầu mình tiếp tục. Vô follow liền luôn nè anh trai. Sala TV. Không, còn lên nhiều chuyến mà cứ khoảng 2 tháng là lên một lần à. Dạ, 2 tháng là lên đây một lần. Quý vị ơi, mấy cô đó có bán mắc cười. Tức là cô tức là ban đầu tiên là nói là một bịch 10.000.
Nhưng mà khi Sala không có trả giá thì Sala mua hai bịch thì cô đó tặng cho một bịch, thì cô kia lập tức là 5.000 một bịch luôn. Tức là tự giảm giá rất là sâu. Tại đây thì hồi trước thì thường thường Sala đi á, quý vị, Sala không có mua cái gì cả. Nhưng mà trong những cái chuyến trong những cái chuyến như thế này thì mình sẽ mua để ủng hộ các cô. Thậm chí là mình có thể là có thức ăn rồi cho mấy con cá này nó ăn. Ủa sao hôm nay nước nó rút hả? Đúng rồi. Mình thấy nước nó thấp quá ha. Đúng rồi. Bà kia bán 5.000 luôn. Đúng rồi. Nè nè nè, anh để đây nè. Cho không, cầm cho em. Thôi không cần, để đó đi, em giải hết rồi lấy tiếp. Để anh quay, có gì đâu. Cái rằm tháng 10 đó quý vị, Sala có lên núi Cấm một lần. Thì quý vị lúc biết không, lúc đó đó là cái trận bão, nó đi qua bên cái núi Cấm này nè. Thì tất cả những cái trong trống này nó bay không còn một cái, đúng rồi, nó không còn một cái gì hết. Bây giờ thì chắc có thể là ăn Tết, cho nên là người ta đã ăn Tết thì người ta đã lập lại, người ta đã trang trí lại các cái trong trống này rất là đẹp nè quý vị. Đây là một cái hình ảnh tại đây thì rất là nhiều những du khách đến đây vừa cho cá ăn, sau đó là đứng đây và chụp những cái bức hình rất là đẹp. Mua rồi chưa? Mua cho ăn xong. Bên đó bị khô rồi, cạn rồi. Cho mấy con cá nhỏ nó ăn nó mau lớn. Đứng tại đây đó quý vị, mình nhìn thấy một cái cảnh hồ Thủy Liêm nó bao quát như thế này và nó đẹp vô cùng. Là những hình ảnh mà trong video này, những ảnh cuối của video này Sala sẽ gửi đến quý vị nhìn lại chùa Vạn Linh, tượng Phật Di Lặc ở trên núi Cấm và chùa Phật lớn quý vị nhé. Để Sala đi qua bên này cho du khách chụp ảnh. Ôi, nó đẩy con lột xuống dưới luôn. Hết chưa? Sao không giải xuống hết luôn đi? Cho từ từ nữa hả? Người ta ở trên cái chiếc xuồng đó, người ta đi làm cái gì ta? À, anh Bảo biết không? À, có thể là người ta đang gom rác thải đó. Đúng rồi, có hai anh đó trên trên chiếc xuồng ba lá tí teo để mà gom rác thải, có cái cây vợt quý vị ạ. Tại vì thường là du khách ở cái cầu này hoặc là ở bên kia đó quý vị, là thường hay là cho cá ăn xong rồi người ta nhiều khi người ta ném luôn cái bọc xuống dưới này, chai lọ và các thứ. Chơi chuỗi quan tàng. Quan tàng chơi chuỗi, rồi sau đó họ gắn lại các cái trong trống đó, cái đẹp vô cùng.
Và đây có cái bạn hướng dẫn đường lên cáp treo nè quý vị. Ở đây để Sala mua một ly hộp é mũ gòn. Bán em một ly vậy chị? Ly ít được, ly nhỏ hay ly bự? Em muốn không? Không, em muốn. Vậy ly nhỏ hả chị? Nhiều chị. 15 chị để em một muỗng đường thôi. Dạ. Dạ. Điều chơi. Ở đây còn có các cái 3 giờ. Các cái thuốc dạng như thuốc quyên. Thường thường là những cái thuốc mà mát gan, giải độc mát gan là nhiều. Đúng không? Giải nhiệt á. Rồi, cảm ơn chị. Một bé mũi gòn với lại rong biển đó quý vị, là cái món mà Sala thích uống lắm. Cứ hễ mà vào về lại vùng Bảy Núi á, thì thốt nốt với lại cái món đó là hai cái món mà hay uống. Uống hoài nó không ngán quý vị ạ. Ăn kem không? Sữa chua không? Không dám ăn. Thì lên phải không? Cáp này phải không? Và sau một khoảng thời gian Sala đi từ ở phía dưới cầu Trống Trống đó quý vị, đi lên trở lại nhà ga của cáp treo Núi Cấm, thì bây giờ Sala sẽ mua một cái vé một chiều thôi, mình đi xuống quý vị nha. Và phía trước quý vị đang nhìn thấy đó chính là cái phòng vé của cáp treo. Chiều xuống người lớn là 100.000, chiều lên người lớn thì 120. Vé khứ hồi là 200, trẻ em 120, cái chiều lên thì mắc hơn, chiều lên là 120. Đây là cái bảng giá vé của cáp treo Núi Cấm hiện tại nè quý vị. Và mua vé xong đó quý vị, thì mình còn một cái con đường cao là cao như thế này nữa. Dưới đây. Vé đây. Đây là vé một chiều nhé. Để gần nè. Đó, đây là vé cáp treo nữa quý vị. Vé ở đây thì không có cái mã QR. Không có check nữa, mà nhìn cái vé thì người ta sẽ cho mình qua luôn. Đây là nhà ga Bộ Ông Bướm. Từ nhà ga Bộ Ông Bướm rồi mình đi cáp xuống dưới, tính là nhà ga Long Biên Núi Cấm. Quên hoài à, năm nào đi Sala tới đây Sala nó cũng quên hết. Nó lộn. Năm tháng trôi qua đó quý vị. Cái đầu thực sự ra là đọc nhiều, học nhiều. Cuối cùng bắt đầu lên trên đường mà bắt đầu làm, gọi là làm show đó, là không còn nhớ gì hết. Lúc mà đi như thế này là trời ơi, nào là nắng, gió, rồi các khung cảnh, cái tác động ở bên ngoài đó quý vị, làm cho mình không còn nhớ được những cái thông tin nhiều nữa. Mặc dù là khi mà Sala chuẩn bị đi đó,
thì cũng đã soạn những cái thông tin và biết nhiều lắm. Lâu rồi. Ở đây là mình chờ nữa hả? Em vào luôn. Ở đây vắng chắc mình có thể đi riêng rồi. Mình vào trước đi ha. Rồi. Đi cáp màu xanh đi. Không có đông đúc cho nên là mỗi hộ gia đình sẽ được ngồi một cabin riêng biệt. Và quý vị ơi, sau một khoảng thời gian cũng khá là lâu đó, không biết là anh Bảo là có nhớ là mình lên đây lúc mấy giờ không? Chắc tầm khoảng tầm khoảng 9 giờ gì đó. Và Sara đi một cái hành trình, phải nói là lần này thì do cái sức khỏe cho nên là đi cũng khá là chậm chạp và nghỉ ngơi cũng nhiều. Và cuối cùng là giờ này tầm khoảng 4 giờ chưa? 3 giờ 20 quý vị mới lên lại ngồi lại cái cabin của cáp treo núi Cấm đó quý vị. Một cáp treo là người ta đã đi vào hoạt động cũng lâu rồi cho nên là quý vị nhìn thấy không? Cáp cũng đã cũ. Tuyến cáp này dài 3,5 cây và tổng cộng là có 89 chiếc cabin. Mỗi cabin gì thì chỉ chứa được có 8 người mà thôi. Và ở phía sau Sala Đức này đó quý vị là chính là Hồ Thanh Long đó. Một cái hình ảnh cũng khá là quen thuộc mà trước đây thì hầu hết là quý vị khán giả của Sala TV đã xem qua rất là nhiều những cái video mà Sala thâu hình, trong đó có video chùa Vạn Linh nè, rồi video đỉnh núi Cấm. Đỉnh núi Cấm là trong năm 2022 đó là Sala thâu hai lần. Một lần đó là vào tháng 5 của 2022 và một lần nữa là vào gần tháng 10 của 2022 luôn. Và đây là video mới nhất, video về đỉnh núi Cấm của 2023. Thì trong năm nay mình đi núi mà mình không thể nào đi đến những nơi tâm linh thì có thể là Sara cũng không có nói trước được. Thì trong một năm thì thường là nó có rất là nhiều những cái điều mà mình phải làm, nào là công việc nhà. Rồi qua đó là mình đi thâu hình các cảnh chùa và những cái nơi du lịch tâm linh khác nữa. Thì mình không thể nào mình có thể là nói là mình sẽ trở lại. Nhưng mà anh Bảo là tại vì có một cái cabin cho nên là bên kia thì nó nghiêng lên quý vị. Tại vì hai người mà ngồi ở một bên vậy nè thì nó sẽ bên kia nó chổng lên. Gió nữa. Tuy là anh Bảo, quý vị nhìn thấy trên màn hình á, thấy anh Bảo cao to và mạnh khỏe. Nhưng mà anh Bảo có một cái điều rất là nhát. Đó là khi mà đi cáp treo đó quý vị, thì thường thường là rung lắm. Nhất là gió và những lúc mà cabin nó lắc lư như thế này nè. Thì anh Bảo lo lắng. Lúc này để ý tầm qua bên chỗ có nước này hay gió nè. Tại ở đây nó trống. Khi mà đi ngang Hồ Thanh Long đó quý vị thì là nó trống. Nó trống cho nên là gió nó sẽ chao đảo cái cabin. Và video mà thâu hình về đến đây đi, Sara cũng không, mình cũng không, thật ra là cũng không biết nói gì nhiều hơn cho những cái chuyến hành trình của mình. Và đi tới đâu thì thấy điều gì, chia sẻ với quý vị điều đó. Mặc dù là kiến thức thì nó vô bờ bến quý vị ạ. Thậm chí là có những lúc mà Sara ở nhà đó thì mình đã soạn nhiều lắm. Nhưng mà khi trên đường đi thì
những cái tác động, cho nên là nhiều tác động bên ngoài, rồi do mình đi tới đi nhiều cho nên mệt mỏi, đôi khi mình không có nhớ, cho nên là cũng không nhớ được những cái kiến thức trọng điểm để mà giới thiệu đến quý vị. Thì có thể là mỗi năm quý vị Sarah sẽ trở lại những cái khu du lịch tâm linh như thế này để thâu hình những điều gì đó mới nhất, có khi là cũng không mới, nhưng mà có thể là qua đó thì cho quý vị nhìn thấy được cái hình ảnh của những khu du lịch tâm linh trong năm mới là như thế nào quý vị nha. Nếu mà quý vị có cảm thấy là Sarah trong cái chuyến hành trình mình đi cứ đi lại những cái điểm cũ như thế này mà quý vị thấy là mình xem đi xem lại và có chán nản, hoặc là Sarah làm chưa có tốt gì đó, thì quý vị hãy để xuống dưới phần bình luận. Quý vị cứ thoải mái bình luận quý vị nha, thì Sarah sẽ đọc hết và tổng hợp tất cả những ý kiến đó lại để mà đúc kết ra những cái kinh nghiệm để trong một khoảng thời gian tới nữa thì có thể là phục vụ quý khán giả tốt hơn, để mà kênh Sarah TV sẽ được mãi mãi ở trong lòng của quý vị nha. Chỉ cần một điều duy nhất, đó là kênh Sarah TV sẽ lúc nào cũng còn ở trong ký ức và trong lòng của quý vị khán giả. Đó là điều mà Sarah tâm huyết nhất đối với kênh Sarah TV của mình để gửi đến quý vị khán giả. Và cũng đã sắp qua đoạn này nữa là mình sẽ xuống tới gần ở phía dưới nhà ga Nam Viên rồi, và cũng đã kết thúc cái chuyến hành trình Sarah về đến vùng Thất Sơn tâm linh, trong một chuyến mà Sarah đi dỗ tổ của tổ sư Như Hiển Chí Thiền. Thì mình dành khoảng thời gian ra để đưa quý vị đến với lại đỉnh núi Cấm của tỉnh Biên An Giang. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều đã lúc nào cũng dành thời gian để mà theo dõi xuyên suốt những cái hành trình của Sarah ở tại núi Cấm này và ở tất cả hầu hết các cảnh chùa cũng như là những khu du lịch khác ở tại miền Nam Việt Nam. Và tương lai thì Sarah sẽ sắp xếp nhiều hơn để có thể ra miền Trung, miền Bắc để thâu hình phục vụ cho khán giả của Sarah TV. Xin cảm ơn quý vị và xin hẹn được tái ngộ cùng quý vị ở những video tiếp theo được đăng tải trên kênh Sarah TV. Kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.